Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Kỳ lạ bức tường 13 năm luôn phát ra tiếng kêu vào một giờ. Chủ nhà đục tường ra mới giật mình. Hơn một thập kỷ qua, những vị khách tới thăm nhà ông Jerry Lynn sống gần bang Pennsylvania của Mỹ vẫn không ngừng tò mò về âm thanh kỳ lạ giống tiếng đồng hồ báo thức phát ra từ một bức tường mọi người luôn luôn suy đoán và đưa ra những câu hỏi rằng liệu đó có phải là tiếng đồng hồ báo thức hay không sao nó không tắt nó đã ở trong tường bao lâu rồi với các vị khách lạ kỳ nhưng với gia đình ông linh thì nó dường như đã trở thành một điều quen thuộc chẳng hề có bất cứ yếu tố tâm linh nào sự thật là ông Lin đã vô tình bỏ quên một chiếc đồng hồ báo thức trong hốc tường khi đang sửa chữa nhà vào năm 2004. Ngày hôm đó, ông sử dụng chiếc đồng hồ nói với một sợi dây để xác định vị trí lỗ khoan trong tường phòng khách, nhưng không may sợi dây đã bị đứt và chiếc đồng hồ bị mắc kẹt trong đó. Ông Lin và vợ đã nghĩ rằng sau 3 đến 4 tháng khi hết pin, chiếc đồng hồ sẽ ngừng kêu. Nhưng trái ngược lại với suy đoán của vợ chồng ông, chiếc đồng hồ đã chứng minh nó có sức mạnh bền bỉ đến không tưởng. Sau một thời gian, âm thanh của chiếc đồng hồ đã dần trở nên quen thuộc tới mức chủ nhân của căn nhà còn chẳng muốn lấy nó ra khỏi bức tường. Hàng ngày vào đúng 19 giờ 50 phút, chiếc đồng hồ lại vang lên những tiếng chuông báo thức. Dù đã trải qua hơn một thập kỷ, nhưng thật ngạc nhiên, pin trong đồng hồ vẫn còn và có thể sử dụng rất tốt. Ông Lin còn nói đùa rằng chiếc đồng hồ đã tạo ra những cuộc trò chuyện thú vị khi mọi người đến thăm nhà ông, nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ bức tường. Sau khi câu chuyện của gia đình ông Lin được nhiều người biết đến, một công ty điều hòa không khí đã tình nguyện giúp đỡ gia đình lấy chiếc đồng hồ. Dù không còn được nghe tiếng chuông phát ra từ bức tường nữa, nhưng cặp vợ chồng người Anh vẫn quyết định đặt chuông báo thức lúc 19h50 như một thói quen.